Chi Bi. Xin chào các em. Ngày hôm nay thì theo yêu cầu của một bạn thì chị sẽ giới thiệu toàn bộ cái số búp bê mà ở nhà của chị có và cái giá để cho các em tham khảo nha. Đây, chị sẽ mở luôn nha. Nó bấm hết rồi mấy em ơi. Nè, dòm như vậy cũng được đúng không? Đây, búp bê này 53.000 đồng. Búp bê này 53.000 đồng nè. Mấy em dòm kỹ nha. Ở trên nó có cái mũ nè, có một sợi dây chuyền. Cái váy á, thì là có cái kim tuyến nè. Kim tuyến tím. Rất là đẹp. Váy thì bằng ren nha, có một cái lớp ren ở ngoài nè, mấy em thấy không? Rồi, phía sau của nó là bằng vải phi. Tóc thì là cũng như là công chúa tóc mây như vậy đó. Các em dòm là tóc rất là dài nha, tóc rất là dài, tóc từ trên tóc xuống tới dưới, tóc màu nâu nâu và màu hồng. Có một cái nón nha, có một cái nón và một cái ví. Đây, một cái bóp cầm tay của búp bê hình trái tim ha. Và cái này nó làm giống như là cái hạt đá vậy đó, rất là đẹp nha các em. 53.000 đồng ha. Khuôn mặt cũng rất là đẹp, 53.000 đồng. Là cô nàng váy tím và có một cô nữa váy màu hồng cũng 53.000 đồng. Đây, cô này thì cũng có cái vương miệng, cái khuôn mặt nè, các em dòm đi cũng rất là đẹp ha. Có cái vương miệng nè, có cái vòng cổ. Cái áo này thì bằng ren ha. Còn cái áo này thì màu tím nè, màu tím viền vàng có bông hoa. Còn áo này là áo thêu luôn ha, áo thêu ren. Có nhiều tầng ren hơn, một tầng nè, hai tầng nè, ba tầng ren màu hồng ha. Còn búp bê này thì chỉ có một tầng ren màu tím ở phía dưới và một bông hoa ở phía trên. Bên đây thì có cái ví màu xanh, có cái dây kéo nữa nè, mấy em dòm đi. Nó làm cái hình giống y như là cái dây kéo vậy đó. Bên đây thì là một cái nón màu tím ha, bên kia thì nón màu hồng, bên đây thì nón màu tím. Hai cái nón giống nhau, chỉ có khác màu thôi. Tóc á, thì bên đây là tóc tóc nâu hồng, bên đây thì là tóc vàng nè, tóc vàng cam nha mấy em, cũng rất là dài. Váy á, thì là phía sau là váy trắng lót hồng, viền cái ren hồng ha. Đó, để cho các em dòm thật là kỹ nha. Đây là 53.000 đồng hai bạn này nha, kèm theo vương miệng, dây chuyền, nón và ví, và cái bộ váy cũng rất là xinh. Tiếp theo thì chị xin giới thiệu tiếp tục lại cái búp bê mắt đá nha. Búp bê mắt đá thì hôm bữa là chị cũng đã giới thiệu rất là nhiều lần rồi, nhưng bây giờ mới giới thiệu áo thôi ha. Cặp mắt thì mấy em đã biết rồi đúng không? Búp bê cô dâu mắt đá thì có cặp mắt bằng đá nè, nó sẽ khác với lại búp bê này, cái mắt vẽ nha. Búp bê mắt đá thì nó long lanh hơn. Đó, bên đây thì có dây chuyền và búp bê nào cũng có cái cọng dây thắt bính ngang tóc và có cái ren. Đó, có cái ren như thế này. Đó, có một cái lớp vải von phủ xuống. Và cái váy này là váy thêu rất là đẹp nha các em. Cái ren này nếu mà mình mua mà mình may đầm của mình nó cũng đã rất là mắc rồi ha các em. Đó, cái ren thêu rất là sắc sảo nè. Mấy em dòm nha. Thêu mà có kim tuyến luôn nha. Đây nè, đó, có kim tuyến chiếu theo. Đó, rất là đẹp. Hai lớp ren, một lớp trên và một lớp dưới. Ở phía trên thì có một cái lớp ren nhỏ viền ở phía trên ha, màu hồng. Cái con này là 47.000 đồng. Nó rẻ hơn cái con này luôn á mấy bạn, rẻ hơn luôn á. Nhưng mà nó bằng mắt đá thiệt và nó có cái váy cũng rất là đẹp. Nhưng mà nó lại không có bóp với lại nón. Đây thì màu trắng. Màu trắng thì cái ren của nó màu trắng và nó có nhiều tầng. Đó, giống như cái bữa hôm mà giao cho bạn Thanh Tú Trần vậy đó. Đó. Nhưng cái này thì không có kim tuyến như mấy bạn dòm đi. Cái von lưới của nó rất là đẹp nha. Cái von lưới của nó nè, nó có vân, mấy bạn thấy không? Nhìn nó có cái vân rất là đẹp ha. Các bạn nhớ đăng ký thành viên trên kênh Bé Úc Chibi để là người đầu tiên xem video mới nhất của Bé Úc Chibi nha.
Rồi, tiếp theo đây là cũng mắt đá, mắt đá luôn, màu hồng. Nhưng mà ở đây ấy, nó có thêm cái bông hoa này đây nè, thêm cái bông hoa trên cái áo. Ở phía dưới cũng là cái phần ren theo có kim tuyến nha, ren theo kim tuyến. Nhưng mà theo chị á, thì cái ren này á, cái nào nó cũng có cái hay. Cái ren này á, cái nó viền nè, mấy em coi nè, nó viền cái hình này nè, hình giống như đuôi con công vậy á, rất là đẹp. Còn bên đây á thì là hình bông hoa ha, bông hoa hồng, giống như là một vườn hoa hồng vậy nha mấy em nè, giống như là cả một vườn hoa hồng vậy đó, rất là đẹp. Bên màu hồng hết ha. Tóc của cô dâu này thì ngắn thôi. Rồi, đây là cái váy màu hồng giống như của cái bạn Thanh Tú Trần á. Đó, nó cũng giống như cái váy trắng đó các bạn. Đó, rất là đẹp ha. 47.000 đồng nha các bạn. Có màu hồng này nè, có màu hồng, màu hồng ven nhiều tầng ha. Rồi cái này cái màu hồng mà có cái bông ở trên đây. Đó, màu hồng mà có cái bông ở trên đây. Mình sẽ kéo cao lên xí cho các em dễ dờn. Đó, đó, màu hồng ha, 47.000 đồng. Rất là đẹp. Dờn lại một lần nữa nha. Đó, màu váy như đuôi công vậy đó. Và đây là màu trắng ha, 47.000. Còn búp bê này thì là 53.000 đồng nha. Búp bê này thì 53.000 đồng. Đó, có cái bông hoa tím rất là đẹp. Quan trọng là nó có cái nón nè, với là cái ví nữa ha. Con này cũng 53.000 đồng. Rồi, xin chào các em. Rồi, tiếp đến là búp bê mà có dụng cụ đi kèm ha. Ví dụ như búp bê này chỉ có 42.000 đồng ha. Có kèm theo là một cái bóp nè, một cái lược nè, một cái gương và một cái bàn trang điểm và một cái ghế ha. Búp bê này thì không có khớp nha. Hồi nãy là búp bê nào không có khớp hết á. Búp bê này thì không có khớp. Cái khuôn mặt đó thì búp bê nào cũng xinh đẹp hết nha mấy em. Đó, mấy em dòm đi. Búp bê nào cũng xinh đẹp hết á. Mặc cái áo ren như thế này. Đó. Đó. Cái con búp bê thì nó không đẹp bằng mấy con búp bê kia, nhưng mà nó lại có những cái dụng cụ kèm theo nha. Đó, mấy dụng cụ kèm theo lại rất là đẹp ha. Đó, rất là đẹp. Kiến này có thể dòm luôn á nha. Cái váy nè, đó, bê nè, thắt eo rất là nhỏ. Có một đôi giày ha, 42.000 đồng, các em dòm lại nha. Có một búp bê nè, một cái bóp nè, một cái lược nè, một cái bàn trang điểm nè, một cái ghế, 5 món mà 42.000 đồng ha, rất là rẻ. Rồi, tiếp theo là cái búp bê mà nó có dụng cụ kèm theo, đó là búp bê và chiếc xe đạp. 45.000 đồng, rất là rẻ đúng không các em? Chỉ có 45.000 đồng thôi mà mấy em dòm nè. Đây, khuôn mặt của búp bê rất là dễ thương, nó bị cái nhựa nè. Giờ mấy bên kia giờ không có thấy rõ. Đó, đây là khuôn mặt của búp bê. Đây, búp bê mặc cái áo có một cái viền như thế này. Áo màu hồng suông xuống dưới đây. Và đây là một chiếc xe đạp bằng nhựa ha. Xe đạp này có thể đạp. Đây là cái chống xe đạp chứ lộn. Đó, xe đạp không chở ai hết, chạy một mình thôi. Búp bê đi du lịch kèm theo là một cái vali và một cái nón bảo hiểm cho búp bê ha. Nón bảo hiểm nè, vali, xe đạp và búp bê. Món nào cũng đẹp ơi là đẹp hết, chỉ có 45.000 đồng thôi. Rất là rẻ nha các em. Rồi, cho mấy em dòm lại một lần nữa ha. Đây, 42.000 đồng, ví, lược, bộ bàn trang điểm và búp bê. Ở đây thì búp bê, nón bảo hiểm, vali và cái xe đạp chỉ có 45.000 đồng. Còn đây, đây là búp bê chạy xe chở cái con thỏ đó mấy em. Chở con thỏ. Đây, mấy em dòm đi. Có một con thỏ nó nằm ở trong đây nè. Đó. Ha. Ở đây nó có cái dây mình kéo ra là búp bê sẽ chạy. Đây có khớp nè ha. Mấy em dòm nè, búp bê này có khớp. Búp bê này, có cái này nè. Mình sẽ gắn vô đây, nó sẽ đạp vòng tròn ha. Để xe nó sẽ chạy đi ha. Đây, búp bê.
thì gọi là búp bê chạy xe máy ha, xe ba bánh chở thỏ đi chơi công viên đó. Bánh xe có thể quay được nha các em. Tính làm video về búp bê nhưng mà búp bê chị nhiều quá, không biết có đủ thời lượng hay không nữa. Chỉ có 29.000 đồng thôi nha mấy em. Con búp bê, búp bê và xe chở thỏ 29.000. Rồi, tiếp theo là búp bê tóc xăng và cây dù. Đó. Để chị coi có chỗ nào tháo không? Không có tháo được. Không có tháo được. Cái dù á xòe ra rất là đẹp, dù bằng lưới ha. Dù bằng lưới rất là đẹp. Tóc của búp bê này thì nó xoăn nè mấy em. Màu vàng hết luôn, thật là đẹp và nó xoăn. Váy màu xanh. Đó. Búp bê này 20.000 đồng thôi. Một búp bê và một cái dù, nhưng búp bê này không có khớp nha mấy em. Hãy dòm khuôn mặt của búp bê xem có thích không. À, búp bê có khuôn mặt cũng rất là đẹp đúng không? Mái tóc nè, chị thích mái tóc này nè, mái tóc xăng đẹp ơi là đẹp luôn á. Lại có thêm cây dù nữa mà chỉ có 20.000 đồng thôi nha. Rồi. Còn đây cũng là một nàng búp bê tay chân cái nhựa rất là đẹp, 23.000 đồng không có khớp ha. Khuôn mặt thì rất là đẹp. Đó, khuôn mặt rất là đẹp nha các em. Mái tóc màu vàng và màu cam thật là sành điệu. Váy bông ở phía dưới thì váy chiếu. Đó, tóc mây luôn. 23.000 đồng. Ha. 23.000 đồng. Còn cái đây là tóc mây nhưng mà 24.000 đồng vì nó có khớp ấy mấy em. Đó. Nhưng mà theo chị ấy, thì cái khuôn mặt của con búp bê 23.000 á, mấy em có đồng ý không? Sao chị thấy nó lại thanh tú hơn, nó đẹp. Nó cũng đẹp á, búp bê 24.000 thì cũng đẹp. Nhưng mà nhìn búp bê 23.000 cái mặt á chị thấy chị thích hơn. Nhưng mà bên đây thì nó lại có khớp. 24.000. Con nào cũng đẹp hết. Bên đây thì váy hoa. Đó, hai bên đều là tóc mây hết. Con 23.000, con 24.000 nha. Con có khớp và con không có khớp. Bên đây cũng là bạn búp bê 24.000 có khớp, nhưng mà bạn này á là thắt bính và cột đuôi cao ha, rất là đẹp. Màu đỏ và màu này. Đó. 24.000 đồng. Nó cùng giá với lại cái bạn này ha, cùng giá với lại bạn này. Hai bạn đều 24.000, hai bạn đều có khớp hết nha. Đó, hai bạn đều tóc dài hết, một bạn là thắt bính, bạn thì để không. Đó, rất là đẹp. Còn bạn này thì là 23.000 đồng nha mấy em. Rồi. À, kênh bé Út Chibi á, giới thiệu búp bê lớn coi như là đến đây là kết thúc đi. Rồi tới tiếp đến là kênh bên bé Út Chibi sẽ giới thiệu với các em cái loạt video về búp bê mà cái dạng như là búp bê Chibi á nha. Còn video này thì giới thiệu búp bê khớp, búp bê cô dâu và búp bê kèm theo dụng cụ. Rồi, chào tạm biệt các em nha. Chúc các em thật là vui. Chị thật là thích những cái cô nàng búp bê này quá đi. Xinh đẹp ơi là xinh đẹp luôn á. Nè, các em dòm coi. Mấy em có đồng ý với chị là nó rất là xinh đẹp không? Đó, dòm kỹ nha. Đẹp ha. 24.000, 24.000, 23.000 và bạn này 20.000, bạn nào cũng đẹp hết. Đó. Dòm lại một lần nữa nha. Và đây là bốn búp bê cô dâu mắt đá. Đó, chị sẽ cho mấy em xem nha. Đây là bốn cô dâu mắt đá. Bế bốn nàng lên. Đó, các em thấy không? Bốn cô dâu mắt đá. Mỗi cô có một cái váy khác nhau. Xin chào các em, chúc các em vui nha. Đó, búp bê cô dâu mắt đá 47.000. Và đây, đây là búp bê công chúa. Búp bê công chúa 53.000. Rất là đẹp ha. Và đây là búp bê dụng cụ 29.000. 42.000.
và 45.000. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em video sau. Quá trời đồ chơi búp bê luôn. Chị thích ai là thích, búp bê nào cũng đẹp hết à.